Mở ra mà mở bắt browser how old? I hope one year. cái hộp quà này á là oh we don't buy this is so good. Mắc mua thêm. Cái hộp này là của nhà nước á mọi người, người ta tặng cho em bé nè. Đó. Có chiếu nệm. Good. Đó, tặng cho em bé mọi người. Đồ chơi. Biết đâu. Ôi xìu ơi xìu. Khăn quấn em bé mọi người. Mặc bao nhiêu cái mất? How many? Một. Three, four, five, ba là chín sao? Khăn luôn. Khăn tắm. Khăn mỏng tắm á mọi người. Dớ kem tha. Đầy đủ nè mọi người. Cái này sao không tặng sớm, nhưng mình khỏi có công mua hả? Đo nhiệt độ. Dễ thương chưa? Mấy cái khăn quấn em bé mà. Mền. Đồ cho em bé luôn. Áo gió để mặc mùa đông mọi người, khi ra ngoài á. Để coi. Bèn chải, chải tóc, tóc đầu chải không biết. Sữa tắm với lại khăn. Close the open. Bị quần áo luôn, quá trời luôn. Ở nhà mình cũng mua quá chừng, mặc sao hết. This is for 1-2 years mà. Good. Minimum 1 year, 2 years can use. More open. What's the same time? Close off. Quá chừng một bị này cũng mười mấy bộ. Bị này nặng mấy ký luôn. Áo thế này, đủ loại hết, đủ kiểu luôn. Cho mẹ nữa. Cô thích cho mẹ. For me too. Ah, from you. For clothes and kids. Cái này là cái đồ để giữ ngược lại cho không có bị chảy sữa mà. Ok. Waste paper. Khăn ướt cho em biết. Tả. Sau 1 tuổi. Người ta biết là trước khi sinh đó mình đã mua rồi, cho nên người ta phải tặng dự hao mọi người. Ta tặng sau 1 tuổi. Mama. Tặng cho mẹ hay tặng cho con? Oh, big. Cái bumper này. Một. Quá chừng luôn. Like, yes.
tặng nhà hơi cho em bé đó, thổi lên cho em bé. Đây nè, đó cái hình đó. Em nằm chơi á. What is this? Mattress. Cái nệm. Là 36. Rồi với lại người ta sẽ gửi tiền cho mình, mọi người được 30 gần 36 triệu tiền Việt, mọi người. Đó là nhà nước lo đó, mọi người. Đó. Rồi làm giấy tờ là khi mà mình xuất viện á là sẽ có người người ta gửi vô tài khoản của mình là khoảng 30 mấy triệu. Thôi cảm ơn rất là nhiều. Đây phòng em đang ở đó. Phòng nhỏ mọi người, quay sơ sơ mọi người coi ha. Đó. Tạm thời không có quay mẹ, từ mẹ mới sinh dậy á cho nên là.